Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình thời sự trước về tình trạng một bộ phận người dân tin vào những lời đồn thổi đổ xô đi mua đất ở Hòa Vang với hy vọng giá đất sẽ còn tăng cao và sẽ chuyển được mục đích sử dụng đất nông nghiệp thuần túy sang đất ở. Trong kỳ 2 của nội dung này, chúng tôi sẽ đề cập đến phản ứng của cơ quan chức năng như thế nào để ngăn chặn tình trạng này. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là một trong những khu vực khá đẹp nằm gần cầu Phò Nam thuộc thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Khi chúng tôi ghi hình, cũng là lúc có một số người ở nơi xa tới đi tìm mua đất. Người dân nơi đây cho biết, vào ngày thường thì cũng chỉ lai rai vài người. Vào thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ, lượng người đi tìm mua đất sẽ đông hơn. Giá 100m² đất ở, vị trí đẹp, dao động từ 400 đến 500 triệu đồng. Đất nông nghiệp thuần túy, vị trí đẹp thì có giá trên dưới 300 triệu đồng một sào, tức 500m². Đất nông nghiệp thuần túy thì bữa nay không còn ít tao, khoảng đời sống làm nông nghiệp cũng bị rủi ro quá, cho nên thu lợi nhuận không có, cho nên đồ họ nhu cầu họ làm việc khác, cho nên họ bán. Qua tìm hiểu, hiện có một số người nhận làm dịch vụ tung tin sốt đất và nhận tiền người dân với lời hứa chắc chắn sẽ chuyển được mục đích sử dụng đất nông nghiệp thuần túy sang đất ở. Qua đường thổi, không ít người cũng vội vã đi tìm mua đất để đón đầu cơ hội. Theo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hòa Vang, thông tin về sốt đất vùng ven hay huyện Hòa Vang giải quyết cho chuyển đổi từ đất nông nghiệp thuần túy sang đất ở là hoàn toàn bịa đặt. Người dân cần cảnh giác không để sập bẫy tin đồn. Vì mình làm trong ngành này biết không giải quyết được mà vẫn có thông tin là nó là họ sẽ làm được vì họ nhận tiền của dân rồi mà. Thì mình đi tìm hiểu thì những cái người mà người ta nhận cái dịch vụ đó, người ta nhận tiền rất là nhiều, hồ sơ của nhiều người dân khác nhau. Và sau này khi người ta để thời gian là 6 tháng 1 năm, khi người ta quay lại, người ta trả lời với người dân là người ta đã liên hệ các cái cơ quan này nọ, người ta phải chi phí những cái chỗ đó và người ta trả tiền lại cho dân với số tiền không như ban đầu người ta nhận, có thể là một nửa hay bao nhiêu đó. Thì cái việc đó là người ta tự tung tin và người ta tự lên cái kế hoạch như vậy thôi để lừa người dân thôi. Chính vì vậy cho nên người dân Hòa Vang là rất là nhiều trường hợp mà người ta vừa không làm được mà còn vừa phải mất tiền. Thông tin cấp phép làm nông nghiệp kết hợp du lịch dẫn đến việc nhà đầu tư lầm tưởng đổ tiền đến Hòa Vang mua đất nông nghiệp, mất tư liệu sản xuất, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân về lâu dài, đồng thời tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản, tạo áp lực cho địa phương trong công tác quản lý đất đai. Hiện lãnh đạo huyện Hòa Vang đang tăng cường các biện pháp nhằm ổn định tình hình. Ban huyện cũng đã ban hành văn bản, trong đó là yêu cầu chủ tịch 11 xã cẩn trọng trong cái việc xác nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp. Cái thứ hai nữa là huyện cũng yêu cầu ủy ban các xã tuyên truyền cho nhân dân hiểu biết về pháp luật đất đai, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến cái việc là chuyển nhượng trên đất nông nghiệp thuần túy hiện nay là theo quy định của thành phố. Chuyển mục đích về đất nông nghiệp thuần túy là không có cơ sở để giải quyết. Rồi quy hoạch sử dụng đất của huyện Hòa Vang 2021-2030 thì chưa được thành phố phê duyệt. Với trách nhiệm địa phương thì đã có cùng với mặt trận và các đoàn thể thì tuyên truyền cho người dân là không có bán đất để là giữ lại đất để sản xuất nông nghiệp cũng như là có những cái cơ hội sau này. Việc chuyển đổi đất nông nghiệp hay đất trồng cây sang đất ở trên địa bàn huyện Hòa Vang đã được chính quyền thông tin rộng rãi. Điều kiện chuyển đổi phải phù hợp quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Diện tích nông nghiệp hay đất trồng cây phải cùng thửa với đất ở, còn đất nông nghiệp thuần túy chỉ sử dụng để canh tác nông nghiệp thì không cho phép chuyển đổi lên đất ở. Với đất nông nghiệp, nếu có quy hoạch thì sẽ không được giải quyết tái định cư mà chỉ hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề.